Chào nha, chào mừng nhà đến cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em ạ. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em xin giới thiệu đến cả nhà một mẫu siêu tác phẩm, một bình mai lan phú quý chất liệu vô lưu với cả nhà nha. Hàng lên khối đến 95% luôn đấy ạ. Sản phẩm có chiều cao là 1m1, chiều ngang 54 và chiều sâu là 48 ạ. Mẫu cực kỳ là tuyệt vời luôn, chất lưu kín bình luôn cả nhà nha. Đây chất lưu kín bình luôn này, em sẽ xoay vào vòng cả nhà cùng ngắm qua một lượt của siêu phẩm này ạ. Chất lưu rất là tuyệt vời. Mình được vo tròn bằng tay đấy ạ, rất là đẳng cấp luôn. Thành phẩm bây giờ còn nặng khoảng 6-70 cân vô lưu nữa, rất là tuyệt vời đấy ạ. Cực kỳ đẳng cấp luôn và không chần chừ gì nữa, mình bây giờ em sẽ đưa camera để dẫn cả nhà ngắm từng chi tiết của siêu phẩm này ạ. Trời ơi, chân lưu cực kỳ đẳng cấp luôn này, chân lưu rất là đẳng cấp cả nhà nha, chân lưu cực kỳ đẳng cấp luôn. Đường giải địa lan này, đường giải địa lan nó đều được di sần, đánh sần rất là tuyệt vời đấy ạ. Từng chu vượng đều được di sần hết cả nhà nhá. Đục rất là kinh bong này, em có thể luồn tay vào đây này. Đó, cực kỳ kinh bong và tỉ mỉ luôn. Khó có cái kiểu mình mai đục tuyệt vời như này. Đây, cánh lá này đều được rau chuột di sần rất là tuyệt vời. Đây, chất lưu kín bình này, em sẽ xoay vòng bình này ngắm nhá. Chất lưu là được kín bình luôn, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn chứ. Cánh làm này cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, thân cây đây. Thân cây dáng rồng ở nhà nhá. Rất là đẳng cấp ạ. Đó, dáng rồng nữa. Rất là tuyệt vời. Thân cây được di sần rất là cằn cỗi luôn. Đục hơn 200 bông hoa ở nhà nhá. Hơn 200 bông hoa ạ. Từng cánh hoa này, từng cánh hoa đều được di sần và trau chuốt rất là tỉ mỉ cả nhà thấy không ạ? Đó, di sần hết đây này. Chia đều 5 cánh cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì từng chú ong đây, từng chú ong cũng làm rất là kỹ cả nhà nha, rất là kỹ càng luôn đấy ạ. Đó, đây cánh hoa nào cũng dùng cánh hoa nào luôn, đều tăm tắp luôn ạ. Đó, hàng dòng nghệ nhân top 1 về bình mai bên em đục đấy ạ, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây một nhánh cây này thôi, một nhánh cây bé bé này thôi mà cực kỳ là nhiều lụ đấy ạ, nghe thấy không ạ? Rất là tuyệt vời, đâm chồi lại lọc cực kỳ đẳng cấp luôn. Tổ ong nữa ạ, tổ ong cũng là làm liền ở nhà nha, rất là tuyệt vời đấy ạ. Chân chủ ong này, đường chân chủ ong làm rất là tỉ mỉ đấy ạ. Thân cây cực kỳ đẳng cấp luôn. Bình mai xứng đáng là siêu phẩm top 1 đấy ạ. Và để có giá tốt nhất của siêu phẩm này thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 15 567 hoặc 0345 72 46 ạ.